Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thăng MC Channel. Hung Bin và Son Ye-jin bị bắt gặp đi ăn cùng nhau tại nhà hàng với bố mẹ của Son Ye-jin. Mới đây, một bài đăng trên một hội nhóm nổi tiếng về K-pop đã được cộng đồng mạng tung ra. Trong số những thông tin đáng được chú ý được tiết lộ thì Hung Bin và Son Ye-jin bị bắt gặp đi ăn cùng nhau tại nhà hàng với bố mẹ của Son Ye-jin. Đây không phải là sự thật và hay không? Chúng tôi xin trích đăng bài: sao shipper đang từng ẩn nấp ở đây? Không chắc liệu nó đã được đăng chưa? Binzin phát hiện đang ăn trong một quán ăn ở Busan. Tôi không chắc khi bức ảnh này được chụp, nhưng chủ nhà hàng đã yêu cầu chụp ảnh với họ. Tôi cũng nhận thấy chiếc áo mà Son Ye-jin đang mặc quá lớn so với cô ấy. Có phải là của Hun Bin hay không? Thật ngọt ngào phải không nào? Tôi nghĩ vậy từ những gì tôi thấy trong bức ảnh. Chiếc áo khoác ở logo K2 ở bên trái cho nó, của nó, và tôi khá chắc chắn đó là Hun Bin hay cô ấy đã nhận như là hiện tại. Fan Hun Bin là đại sứ cho thương hiệu K2. Tôi nghĩ rằng báo cáo nói rằng Binzin phát hiện ra ăn cùng nhau tại nhà hàng với cha mẹ của Jin, Ye-jin có thể là sự thật với tin đồn là Lee-ae, Ye-jin đang về sinh nhật của cháu gái cô ấy nên bố mẹ cô ấy cũng phải được mời đến ăn mừng. Nhưng tôi không chắc liệu bữa tiệc sinh nhật có thực sự ở Hàn Quốc hay không. Ai đó có thể làm rõ điều này hay không? Trong ảnh, cả Hun Bin và Son Ye-jin đều cười tươi, tạo dáng nhí nhảnh khi chụp ảnh cùng nhau, cùng chủ tại nhà hàng. Hiện tại, nhiều người cho rằng Binzin sẽ chuẩn bị tái ngộ Seoul trong một lễ trao giải mới.